là nó không 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 có kiếm tiền được, nhưng mà À. con chị nó thì cứ chửi nó là không có kiếm tiền ăn bám này Ô kia, chị cho hai nên sao là nói nó chuyện tự kỳ lái. cục vậy? Dạ đúng rồi, tại vì chị hai nó thương em nữa mà muốn tốt cho em á, Không. nên là chị hai cứ nó tức thì nó nói vậy thôi. Không, nhưng mà chị hai cái này hơi nặng lời rồi. Dạ Bởi vì đúng em rồi nó đang đi học đúng rồi mà. đúng rồi. Em nó đang đi học thì làm sao mà em nó kiếm tiền được. Dạ đúng. Dạ rồi, con xin phép chào cô nha. Chào em gái. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Tôi tên là Nguyễn Thị My Dung, Cô Dung là ở đâu? ở Thủ Đức, ở phường Linh Trung, quận thành phố Thủ Đức. Hôm nay là cô Dung về đây cùng với ai đây? Như cháu. Cháu à? Chào em gái. Dạ. Em có thể giới thiệu em tên gì? Em tên Đỗ Thị Phương Hằng, em đang ở Thủ Đức luôn. Em muốn tới đây để tìm em gái của em, tên là Nguyễn Hoài Yến Nhi. Vậy là hôm nay là em cùng với lại Gì? dì về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, là dì thì tìm con, còn em thì tìm em ha. Cô có thể chia sẻ rằng là con gái nhà mình là cụ thể là tên là gì? Nó tên là Nguyễn Hoài Yến Nhi, Nguyễn Hoài. năm nay nó 19 tuổi, ở nhà hay kêu nó tên là Nguyệt Em. Dạ. Nó đang học trường đại học sư phạm, Đại học sư phạm. học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Wow. cái năm nhất ngành kế toán. Năm thứ nhất ngành kế toán. Con gái nhà mình bỏ đi lâu chưa cô? Là bỏ đi bữa 23 tây 23 tây tháng 3. Vậy là hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 Dạ rồi. là được 7 ngày, 9 ngày. 9 ngày. Cô có biết vì sao con gái nhà mình bỏ đi không? Do là nó đòi đi làm. Nó đòi đi làm thì tôi không cho. Tôi nói là con cứ lo học cho mẹ đi. Rồi nó cứ thằng ăn nó đòi đi làm. Rồi ở nhà chị nó cũng la nó là lo học chứ đòi đi làm gì. Ý là cũng chị em cũng xích mích rồi qua tiếng lại rồi Nó mới bỏ nó đi. bỏ đi Xích mích với ai? với chị gái nó. Xích mích cụ thể là Ý là nó ở hai đứa nhà cứ chửi lộn qua lộn lại gì đó, rồi chị con em. này con nhỏ nó kiểu như là tự ái á, tự ái cho nên là nó bỏ đi. Vậy là chị em là thường thường người ta hay nói là ông bà hay nói là chị em là như chó với mèo đúng không Dạ đúng rồi, thì kiểu là cãi ạ? lộn rồi qua tiếng lại thôi, nhưng mà con này nó tự ái cho nên là nó bỏ Vậy là đi. cô được mấy người con? Hai đứa. Bé này là bé út Đúng rồi và có một chị hai. đúng Chị rồi, hai cụ thể là chị hai là hiện tại là đang đi học hay đang đi làm? đang đi đi làm. làm. Đang đi làm. Mà thường thường cãi nhau về vấn đề gì? Đề tiền bạc hả anh, kiểu như là nó không 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 có kiếm tiền được, nhưng mà con chị nó thì cứ chửi nó là không có kiếm tiền ăn bám này kia, Ô chị cho hai nên sao là nói nó chuyện tự kỳ lái. cục vậy? Dạ đúng rồi, tại vì chị hai nó thương em nữa mà muốn tốt cho em á, Không. nên là chị hai cứ nó tức thì nó nói vậy thôi. Không, nhưng mà chị hai cái này hơi nặng lời rồi. Dạ Bởi vì đúng em rồi nó đang đi học đúng rồi mà. đúng rồi. Em nó đang đi học thì làm sao mà em nó kiếm tiền được? Dạ thì đúng rồi. tự vì nó không có suy nghĩ câu đó, nó nặng nó Chị nhẹ. hai năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi. Có gia đình chưa? Dạ rồi. Chị hai có gia đình mà chị hai nói chuyện kỳ quá. Cái này là chị hai nói chuyện bậy rồi. Cái Cái nào đó đúng đúng, cái nào sai sai chứ đúng mình không có rồi. banh được cô ạ. Đúng rồi, thì mẹ cũng có la chị hai rồi, cái chị hai cũng nhận lỗi rồi. Nên là giờ mẹ với chị hai Mong kiếm cho em về giùm. Là không phải chị này chứ đúng không? Dạ không, cái này chị là gái nó ở chị nhà, còn họ. em là Còn chị đây là họ. chị bà Chị con họ mà. đúng rồi. Chứ tưởng chị hai ở đây thì lấy Dạ nhéo cho không phát phải. lỗ tai Đúng rồi. rồi. Nói chung là giờ mẹ Rồi. mẹ tha chị hai xin lỗi con, cái có gì con cứ bỏ qua, con về với mẹ với gia đình đi, mẹ với gia đình đang kiếm con nhiều lắm. Là nhà mình là ở chung hết Đúng rồi, ở chung một vậy nhà. là con gái lập gia đình nhưng mà vẫn ở chung. Đúng rồi đúng rồi. Rồi ông xã cô đâu, hôm nay không về đây? Dạ cũng đi làm Đi á anh, làm, nên đi là làm không nó đi không có được. sức. Từ bữa giờ ba mẹ em đi kiếm nhiều lắm nhưng mà không thấy. Giờ đó, con người chị đó, là nó biết biết lỗi rồi, giờ em đi về đi. Nó sẽ không chửi em nữa. Vậy là lý do chính là cái câu chuyện đó nên mà bé út mới bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi. Khi đi thì bé út có nói gì không, viết thư để lại gì không cô? Dạ không. Em là người đi chạy theo kiếm nó để khuyên nó về, nhưng mà khuyên nó không chịu nghe, nó cứ nói là do chị em chửi em vậy nên giờ em nó không có muốn về.
Em đã khuyên hết lời rồi, nhưng mà bây giờ có người chị nó cũng đã biết lỗi rồi, nhà em đi về đi, không ai nói năng gì với em nữa đâu. Vậy là cái tiền học mà thường thường cho bé đi học đó là ba mẹ đúng không? Mẹ mẹ cho Còn chị hai có cho bé được đồng nào không? không có, nói chung ra là chị em nó cũng thương nhau thì thỉnh thoảng chị hai nó cũng cho chứ không phải là không Nhưng mà chị hai kỳ, cái này chị hai sai đó. rồi. Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bé thứ nhất như thế này này, bé là đang cái độ tuổi lớn, mà đặc biệt rằng đang bé con có học đàng hoàng, đang học đại học, Đúng mà rồi. đã học đại học là rất là giỏi rồi. Nhưng mà có thể là những cái ngôn từ của chị hai có thể làm bé tổn thương. Nên mà lần này bé quyết định bỏ đi là cũng vì cái chuyện đó đúng không ạ? Nó đang rất là tự ái, kiểu như là Đúng cái tuổi nó rồi. lớn nữa mà mình chửi nó một câu vậy là cũng hơi nặng với nó. Chị hai làm công việc gì? Làm ở công ty Sanyon điện Ý tử. là chị hai trước kia là có học đại học không? Có nhưng mà học bên cũng là bên ngành giáo viên á, nhưng mà chưa có ra Vậy trường, chắc còn năm cuối là chị hai mỗi chuyển. lần chị em chửi nhau vậy có anh rể ở đấy không? Không. Rồi có hai chị em. Nói chung ra là mẹ nghe mẹ cũng có la rồi. Mẹ cũng la sơ sơ chị hai rồi, nhưng mà mẹ la chị hai nữa thì những lúc không có con mẹ la chị hai thêm. Rồi ví dụ như là con sai thì mẹ cũng la con, những lúc mà không có chị hai thôi bây giờ con cũng bỏ qua đi, con về với mẹ với ba với gia đình đi. Nói chung ra nhà ai ai cũng thương con hết, chứ Ai ai nó ghét cũng bỏ nhớ con em hết đâu. trơn á. Vậy là lần này là bé út nhà mình đi là có mang theo thứ gì đi không cô? Nó chỉ mang đồ, lúc mà em đi á là nó em thấy nó mang đồ, ba lô màu đen, cái áo khoác màu đen, dép cũng đen luôn. Trước kia đã từng bỏ nhà đi lần nào Dạ chưa? chưa, hồi trước giờ nó ngoan lắm, kiểu như là nó rất là ngoan luôn, nói nó là nó nghe lời à. Vậy lần này đi là gia đình nhà mình biết cái chuyện gì rồi Đúng đúng không rồi, ạ? nó rất là tự ái, Mình hiểu cái rõ cái lý câu nó do nặng rồi. lắm, Thì đó, em nó cứ biết cái là câu nó nói nặng chung ra lắm. là bữa đó mẹ với lại cái bà chị mà nó hay kêu mẹ ù, ở đây là chị, nó kêu là chị nhỏ, thì cũng có khuyên nó nhưng mà nó cứ nói câu dằn lăng là con thương mẹ lắm, Mẹ nhưng có mà người thấy chị hai chửi con ăn bám không, là nó tức cái câu đó đó nó mới đi. chị hai nói thật ra là chị hai không có quyền mà không có cái tư cách gì để mà nói em út như vậy hết Thì đúng đúng rồi, thì chưa? đó thì giờ chị hai cũng nhận nhưng mà sai bé rồi. nhưng mà bé gái bé cũng đừng buồn, chừng nào mà mẹ con nói á, mẹ hoặc ba con mà nói con như vậy thì con bỏ đi, còn đường này chị hai nói thì thôi thì con đừng có trách nhất như cái chuyện đó như thế nào cả. Thì đó bữa dù cũng khuyên vậy đó. dù gì thì cũng là chị em máu mủ ruột rà, đều là chung một mẹ sinh ra, nên mà khuyên rằng là bé đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về để tiếp tục cái việc học, để sau này mình có một cái tương lai tốt đẹp. Còn bỏ đi như thế này thì thật sự không giải quyết được một vấn đề gì hết, mà thứ nhất là đang đánh đổi đi một cái tương lai rất tốt đẹp, và bên ngoài thì rất nhiều cặp bẫy, đặc biệt bé nhà mình thì rất dễ thương ha. Bé rất xinh, trong hình có giống ở ngoài không? Đi cho em. Giống vậy. Rất dễ thương, rất xinh mà cười rất duyên. Chính vì cái điều đó nên rất sợ rằng bé đang suy nghĩ những cái tiêu cực, dễ dính vào, sập vào những bẫy của đối tượng xấu. Nhà mình có lo sợ rằng con nhà mình sẽ bị Dạ những đối có tượng chứ. xấu dụ dỗ, ép Dạ buộc có làm những chứ. công việc nhạy cảm không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ có Nói chứ. chung ra mẹ sợ lắm nên là bây Sợ giờ. nên giờ không biết kiếm ở đâu. Biết Trang này á, biết chú Hải vậy á, cho nên là mới lên đây để nhờ chú là đăng lên giúp giùm. Vậy từ ngày bé đi là chị hai sao rồi? Ăn ăn hối hận chưa? Dạ Cái nói có chung là chứ. chị hai cũng hối lận rồi, nói chung chị hai cũng đi kiếm, như anh rể cũng đi kiếm, cũng chị hai cũng khóc. Chị hai nói là em về đi, rồi chị hai cũng xin lỗi em, từ chị hai lỡ lời thôi chứ chị hai ý chị hai không có muốn. Các chị hai lúc đó tức giận quá hả? Thì đó đúng rồi. Có thường xuyên như vậy không? Không, chỉ có bữa đó thôi. Chị hai ở nhà chắc dữ lắm ha, phải không? Dạ. Nói Tại chung tính nó hơi nóng anh, nên nó vậy. nóng như kem rồi, nóng quá là chảy, khổ thế chứ lại. Rồi bây giờ cô có điều gì cô tâm sự trên cái video này tới con gái của cô, hy vọng con gái của cô nghe được, cảm nhận được cái tình mẹ con, để sớm quay trở về để tiếp tục con đường đi học đại học. Mời cô. Thì nói chung ra là giờ mẹ đi tìm kiếm con nhiều ngày rồi. Nói chung cái gia đình tìm kiếm con nhiều ngày rồi mà không có gặp, nên giờ mẹ lên ở trên face của chú Hải, mẹ nhờ chú Hải đăng tìm kiếm con. Mẹ có mẹ rất là buồn, nói chung ra cả gia đình ai cũng buồn. Ai Rồi cái cũng nhớ mẹ em mong hết. cả gia đình mong con về,
mẹ hứa với con là con cứ về đi, ví dụ như bây giờ con muốn học nữa thì học, con muốn đi làm thì đi làm, mẹ không ép con, giờ con lớn rồi mẹ không ép con gì nữa đâu. Rất khổ. Rồi nào chị tâm sự với em đi. Là gia đình mình cũng rất là nhớ em, nên là mong em về đi. Giờ em về xong em muốn làm gì đó cũng được, không có ai ép em gì nữa hết á. Nên là giờ chị cũng không biết kiếm em ở đâu nữa, chị nhờ trang của chú Hải kiếm em về giùm. Mong em coi được cái clip này rồi về với nhà mình nha. Vậy là những ngày qua gia đình nhà mình đi tìm kiếm bé ở đâu rồi? Nói chung vòng vòng Thủ Đức, Thủ Đức thôi anh. Chính. Mình báo công an chưa? Dạ có báo. Có báo nhờ nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình bây giờ mình đi tìm vậy là không có tin tức gì luôn. Dạ. Còn điện thoại thì mình không gọi được hay như thế nào? Nó chặn hết rồi. Nó chặn giận hết quá giận này. Phay cho tới Zalo không có gì tin tức gì của nó. Chắc có thể rằng là bé tổn thương nhiều nên bé giận quá nên rất khổ. Vậy là chị Hai những ngày qua chị Hai có đi tìm không? Có chứ. Chị Hai chắc hối hận dữ lắm rồi nè. Đúng rồi. Chị Hai chắc tự trách mình dữ lắm, dằn vặt bản thân lắm. Tối thì nói chung ra tối thì hai mẹ đi làm về, mẹ coi cháu rồi chị Hai với chồng chị Hai đi kiếm. Anh dễ ha. Đi kiếm tới 11 giờ mấy em mới về. Nhưng mà hỏi gì nó không có, đi hỏi thăm mấy cái quán nước rồi cà phê đồ trà sữa rồi hỏi thăm người ta nói không thấy. Thường thường là bé ở nhà là thường thường hay tâm sự với ba hay với mẹ? Không tâm sự với ai hết. Vậy là sống khép kín hả? Đúng rồi. Nói. Có bạn bè không? Nó có một hai đứa bạn học thôi. Bạn có bao giờ bạn tới nhà mình chơi không? Có mấy đứa bạn học nó tới nhà, lúc mà cấp 3 nó tới nhà. Mình có biết được những cái bạn đấy ở đâu và số điện thoại mình có không? Không, nói chung ra là mẹ cho con thoải mái lắm. Là cứ tự động giao tiếp, mẹ không bao giờ hỏi đứa đó nó ở đâu, con đừng có quên giao luôn với đứa đó. Tự động nó tự động cho nó thoải mái. Tự con ra nó cũng lớn rồi. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Rất mong rằng là con gái con đang ở đâu đó, nếu con xem được video này, thấy mẹ của con cũng như là chị của con lặn lội một quãng đường rất xa để về Bình Dương nhờ các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm con, thì con này sớm quay trở về để đoàn tụ, thứ nhất là đoàn tụ với gia đình, và đặc biệt rằng là người trong gia đình mà gà chung một mẹ, nên mà mình không có thể bỏ nhau được đâu. Đôi khi có thể chị Hai vì một cái chuyện gì đó trong công việc hoặc là về vấn đề cuộc sống bên ngoài bực bội quá nên về đôi khi nóng giận nói những cái lời khó nghe, nhưng mà trong thâm tâm thì theo bản thân chú nghĩ rằng trong thâm tâm của chị Hai thì chắc là chị rất là thương bé, nhưng mà chị lỡ nói như vậy thôi thì tới giờ phút này chị Hai cũng nhận ra lỗi rồi. Thì bé út đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về, bởi vì bên ngoài xã hội hiện nay thì rất nhiều cặp bẩy, và đặc biệt rằng bản thân bé chưa từng va chạm, nên mà bé ở đâu đó về đi. Bây giờ mình muốn chứng minh được sau này mình làm ra rất nhiều tiền, và sau này mình muốn để cho chị Hai phải hối hận vì những câu nói của chị Hai nói là như thế, thì mình về mình quyết tâm mình học và sau này mình làm một cái công việc đàng hoàng và kiếm thật nhiều tiền. Dạ đúng rồi, em cũng có nói với nó như vậy. Thì lúc đó là chị Hai sẽ tự hối hận và tự kiểm điểm bản thân nha, nhà bé út nha. Nên anh đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về đi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tiếp tục ngày hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận cái sự việc của một người mẹ về đây nhờ anh em là tìm con, nhưng đặc biệt rằng trong câu chuyện này thì cái nguyên nhân và lý do của bé bỏ đi thì về vấn đề tình cảm trong gia đình, nên rất mong rằng được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị giúp cho cô chia sẻ cái video này để sớm tìm được bé về đoàn tụ với gia đình để giúp cho bé tiếp tục con đường học đại học. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường học đại học để sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì cái sự việc của cô cũng như là của em gái thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí cô nhá. Thì hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Cô đồng ý không? Đồng ý, rất mong luôn, rất mong ở bên đội hiệp sĩ Hải cố gắng tìm bé giùm. Em gái đồng ý không? Dạ đồng ý. Con không biết nói gì hơn thì chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và điều đặc biệt là con gái của cô sớm quay trở về một ngày gần nhất. Và hy vọng rằng là chị Hai phải rút ra một cái bài học kinh nghiệm, để mà khi bé về thì phải có một cái lời nào đó
xin lỗi bé cũng như là bù đắp lại cái sự tổn thương cho bé á. Với gia đình nhà mình cố gắng nhá. Thì cái sự việc của cô thì anh em là ghi nhận rồi, sẽ cố gắng hết sức. Dạ rồi, thì xin phép chào cô cũng như là chào em gái, chào tất cả cô bác, bà con cô bác trên cộng đồng mạng. Hẹn bà con cô bác ở những video tiếp theo.